Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hội nhập quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Những tin tức hội nhập đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay. Mới đây, tại Paris, Viện Nghiên cứu Địa chính trị EGA đã tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề Những cơ hội thương mại của Hiệp định EVFTA nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-EU và Việt Nam-Pháp. Tham gia tọa đàm có hơn 50 tổ chức và cá nhân, gồm các chính khách, chuyên gia nghiên cứu, doanh nghiệp và báo chí Pháp. Phát biểu khai mạc tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Pháp đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự kiện, coi đây là cầu nối cho hợp tác thương mại giữa hai bên sau khi EVFTA có hiệu lực, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Pháp-Việt và hướng tới kỷ niệm 30 năm Việt Nam và EU chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Nội dung tọa đàm tập trung đánh giá về môi trường đầu tư ổn định của Việt Nam, đặc biệt là thành công trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua, nêu những cơ hội cần nắm bắt của Hiệp định EVFTA và vai trò của Nghị viện châu Âu trong việc thúc đẩy hiệp định, đồng thời nhận diện một số thách thức phổ biến trong quan hệ đối tác thương mại. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh sự cần thiết trong việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm nắm bắt một cách tối đa những cơ hội và lợi ích từ EVFTA, trong đó đặc biệt quan tâm đến chương trình hành động của Nghị viện châu Âu. Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không sân bay Việt Nam từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020. Theo thông tư, kể từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020, mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi và đến đối với các chuyến bay nội địa áp dụng bằng 50% mức giá quy định tại thông tư số 53 đã ban hành trước đó. Trong khoảng thời gian 6 tháng này, Bộ Giao thông Vận tải áp dụng mức giá tối thiểu là 0 đồng đối với một số dịch vụ hàng không do nhà nước quy định khung giá như dịch vụ thuê sân đậu máy bay, thuê quầy làm thủ tục hành khách, tra nạp xăng dầu hàng không, dịch vụ mặt đất, thuê cầu dẫn khách lên xuống máy bay. Năm 2020, Việt Nam tiếp tục giữ được vị trí 42 về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu trong bảng xếp hạng 131 quốc gia và nền kinh tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu như một đánh giá khách quan của quốc tế về từng lĩnh vực quản lý nhà nước trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Kết quả rất tích cực này một lần nữa cho thấy những nỗ lực của Việt Nam trong năm qua xứng đáng được ghi nhận. Mới đây, chiếc mũ chống dịch VHEN của hai học sinh người Việt Nam đã lọt vào top 10 cuộc thi đổi mới sáng tạo quốc tế lần thứ 5 năm 2020. Dựa trên sản phẩm có sẵn là máy lọc không khí, từ cuối tháng 5, Đỗ Trọng Minh Đức, du học sinh lớp 11, trường Montverde Academy của Mỹ và Trần Nguyễn Khánh An, học sinh trường Chu Văn An, Hà Nội, đã cùng sáng tạo ra một chiếc mũ bảo vệ đường hô hấp với nhiều tính năng, ngăn sự lây nhiễm virus, tạo được sự tiện nghi và thoải mái để tăng cường năng suất lao động cho người dùng trong bối cảnh COVID-19. Sau hơn 2 tháng triển khai, mũ đã được hoàn thiện và đăng ký sáng chế. Không chỉ tinh thần sáng tạo trong cộng đồng ngày càng được khuyến khích mạnh mẽ, hoạt động nghiên cứu khoa học tại các viện, trường cũng ngày càng chú trọng hơn. Đặc biệt, chất lượng, hiệu quả và khả năng thương mại hóa của các đề tài được đo lường thông qua các sáng chế và giải pháp hữu ích tăng lên rõ rệt. Cái cách mà sử dụng cái chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu vào điều hành thì được triển khai một cách rất là bài bản với cái hướng dẫn chi tiết đến từng bộ ngành địa phương ở từng cái chỉ số thì sử dụng nó như thế nào để thúc đẩy những cái chỉ số tốt cũng như là phải cải thiện các cái chỉ số mình còn yếu. Chính phủ Việt Nam hiện coi đổi mới sáng tạo như một lĩnh vực mới trong quản lý nhà nước, một trụ cột mới trong phát triển kinh tế xã hội. Trong bảng xếp hạng năm nay, nhóm chỉ số đầu vào tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo tiếp tục tăng, minh chứng cho việc duy trì đầu tư của nhà nước, các doanh nghiệp cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi về thể chế, trình độ kinh doanh, tín dụng tiếp tục ở mức cao. Du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp và chịu tổn thất lớn nhất của Thái Nguyên. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách đến Thái Nguyên trong tháng 5 giảm 41%, doanh thu giảm 75%. Tuy nhiên, với tiềm năng và lợi thế sẵn có về phát triển du lịch, ngay sau khi đại dịch COVID-19 cơ bản được khống chế tại Việt Nam, ngành du lịch Thái Nguyên đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động xúc tiến du lịch hiệu quả nhằm quảng bá rộng rãi hơn nữa hình ảnh Thái Nguyên thân thiện và mến khách đến với bạn bè trong nước và quốc tế, qua đó góp phần thu hút đầu tư từ ngành kinh tế quan trọng này. Nằm bên quốc lộ 1B, Thái Nguyên Lạng Sơn thuộc xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, cách thành phố Thái Nguyên khoảng 45 km. Hang Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà là một trong những thắng cảnh đẹp của tỉnh Thái Nguyên. Nơi đây có nhiều hang động với dáng vẻ kỳ thú,
thác và suối nước trong xanh. Mùa hè có khí hậu ôn hòa, mát mẻ. Nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử, thắng cảnh nổi tiếng này, những năm gần đây, Võ Nhai đã tranh thủ các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh để tu bổ tôn tạo. Đặc biệt, huyện đã thu hút đầu tư 40 tỷ đồng thực hiện dự án điểm du lịch sinh thái Phượng Hoàng. Bên cạnh việc thay đổi theo hướng hiện đại hóa, dự án vẫn đảm bảo giữ được nét hoang sơ vốn có do thiên nhiên ban tặng. Đó cũng là lý do nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút rất đông du khách đến trải nghiệm và khám phá. Xu hướng bây giờ là cái môi trường là cái hàng đầu của cái khu du lịch. Thế tôi thấy rằng cái điều kiện để mà đến cái mà nếu như cứ phát triển ra thì rất là tốt cho cái tỉnh đấy. Chúng tôi cũng hy vọng tới đây chính quyền địa phương cũng như người dân đồng hành cùng với doanh nghiệp để điểm du lịch sinh thái Phượng Hoàng được phát triển hơn, cũng như là du khách đến với Võ Nhai nhiều hơn. Với diện tích khoảng 25 km mặt nước với hàng trăm đảo, chỉ cách thành phố Thái Nguyên gần 20 km với rừng phòng hộ bao bọc, không khí trong lành, mát mẻ và hệ sinh thái hồ đảo, khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Đặc biệt, Thái Nguyên cũng đã lập dự án xây dựng khu tâm linh và khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Núi Cốc kết nối với di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới và nâng cấp du lịch địa phương xứng tầm với tiềm năng lợi thế của tỉnh, góp phần quảng bá rộng rãi hơn hình ảnh đất và người Thái Nguyên đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Từ ở cái khu vực đồng bằng của Bắc Bộ là Thái Nguyên, chúng ta có thể dừng chân ở đây một hoặc hai ngày để tham quan các cái điểm du lịch nổi bật ở đây, như là khu ATK, hoặc là đến các cái hệ thống du lịch sinh thái như là coi cái mô hình làm trà, thì đây là tôi thấy cái điểm khá là điểm nhấn đó. Tôi đã đến Hồ Núi Cốc mấy lần, nhưng mà tôi cảm thấy là nó càng ngày càng có nhiều khu du lịch hơn. Ví dụ những đảo này thì trước đây chưa có. Và tôi nghĩ rằng là du lịch ở Thái Nguyên thì sẽ càng ngày càng thú vị hơn. Và tôi chắc chắn sẽ dẫn người khác cũng đến đây chơi. 8 tháng năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngành du lịch Thái Nguyên gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, con số hàng chục nghìn lượt du khách đến tham quan trong những tháng vừa qua cho thấy sự phục hồi đầy lạc quan của ngành du lịch địa phương. Có được kết quả này, một phần là do những nỗ lực không nhỏ của các doanh nghiệp, công ty du lịch trên địa bàn đã triển khai nhiều giải pháp kích cầu hiệu quả, như việc giảm giá một số các dịch vụ lưu trú, tour, giá vé cổng vào, giá bán hàng lưu niệm và thực phẩm, mở thêm sản phẩm du lịch mới. Với mục tiêu hướng tới hiệu quả kinh tế du lịch và phát triển du lịch bền vững. Mới đây, nhằm đẩy mạnh kích cầu, thúc đẩy ngành du lịch phát triển hơn nữa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã tổ chức tọa đàm Du lịch Thái Nguyên trong vòng cung Đông Bắc. Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của du lịch Thái Nguyên đã được quảng bá rộng rãi, qua đó góp phần đưa du lịch Thái Nguyên ngày càng phát triển. Với thế mạnh của chúng ta ở đây là cái du lịch và liên quan đến là sinh thái, rồi liên quan đến những cái danh lam thắng cảnh, vừa mang tính chất là tâm linh, lịch sử, văn hóa, vùng miền và của các dân tộc của chúng ta ở cái khu vực Đông Bắc Bộ này. Thì đây là một trong những cái thế mạnh mà có thể nói rằng là trong thời gian vừa qua, những năm gần đây, khi du lịch Việt Nam nói chung của chúng ta, trong đó có cái vùng cung Đông Bắc Bộ này đã triển khai thì cũng đã xây dựng được khá nhiều những cái sản phẩm du lịch. Sau đại dịch COVID-19, với những ảnh hưởng hết sức nặng nề đối với ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì đòi hỏi phải có những giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, và đặc biệt là để tiếp tục đưa du lịch Thái Nguyên phát triển và đáp ứng yêu cầu trong cái giai đoạn hiện nay. Có thể thấy, những tài nguyên du lịch của Thái Nguyên sẽ là nền tảng hình thành và phát triển những sản phẩm du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái và du lịch văn hóa, góp phần đưa Thái Nguyên trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của du lịch Việt Nam, thu hút lượng khách trong nước và quốc tế ngày càng tăng, đem lại nguồn thu lớn cho nền kinh tế địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây chuyên mục Hội nhập quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.